trong cái việc định dạng văn bản ấy, thì việc chèn hình ảnh và định dạng các cái hình ảnh để đưa vào trong văn bản cũng là một cái nội dung giữ vai trò khá là quan trọng. Bởi vì đôi khi chúng ta cần những cái hình ảnh để chúng ta đưa vào trong văn bản thì chúng ta cần phải chèn được hình ảnh vào đó. Thì ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số các cái cách khác nhau để chèn một cái hình ảnh vào trong văn bản, cũng như là một số các cái định dạng cơ bản khi mà chúng ta đưa hình ảnh vào trong văn bản. Đầu tiên thì tôi sẽ xây dựng ở đây một cái văn bản ngẫu nhiên. Chẳng hạn tôi cho nó khoảng 6 đoạn văn bản và mỗi đoạn văn bản có khoảng 4 dòng như này. Như vậy là tôi đã có các cái đoạn văn bản này rồi. Và bây giờ vấn đề là tôi cần chèn một cái hình ảnh vào trong cái văn bản này thì chúng ta sẽ có 4 cách sau đây. Cái cách thứ nhất là chúng ta mở tab Insert và sau đó chúng ta chọn vào Picture đây. Thì chúng ta sẽ lấy được một cái hình ảnh ở trong máy tính để chúng ta đưa vào đây. Chẳng hạn tôi lấy cái hình ảnh này. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái hình ảnh đưa vào trong này. Cái cách thứ hai ấy, thì chúng ta có thể làm theo cách này. Tức là chúng ta mở My Computer lên và sau đó vào Picture này. Và chúng ta vào cái phần hình ảnh này. Thế sau đó chúng ta nhấn giữ chuột vào hình ảnh và kéo thả vào. Kéo thả trực tiếp vào đây thì chúng ta cũng có một cái hình ảnh. Đấy là cái cách thứ hai để chúng ta có thể có được hình ảnh đưa vào trong máy tính. Và cách thứ ba là chúng ta có thể chọn vào tab Insert và sau đó là chọn Online Picture để chúng ta lấy một cái bức ảnh bất kỳ trên Internet xuống. Chẳng hạn tôi lấy tên là Office. Đấy, chẳng hạn như vậy. Và các bạn nhấn Enter để tìm kiếm các cái hình ảnh trên này. Chẳng hạn tôi lấy cái hình ảnh này vào, đúng không? Đấy, tôi lấy cái hình ảnh Office này vào đây, Office này chẳng hạn. Đấy, sau đó là chúng ta nhấn vào cái nút Insert ở đây thì lập tức là cái hình ảnh của Office nó sẽ được chèn vào đây. Như vậy là tôi đã lấy cả hai cái hình ảnh để đưa vào đây. Thì khi mà chúng ta lấy hình ảnh với Office thì ở đây nó nói rất rõ đây, đúng không ạ? Đây là cái giấy phép của nó là CC BY, đúng không? Những cái hình ảnh này tức là có quyền chia sẻ đấy, đúng không? Nhưng yêu cầu là phải ghi rõ tác giả. Đấy thì các bạn có thể tìm hiểu về CC BY và một số các cái quyền. Thì ở đây với hình ảnh thì nó cũng yêu cầu về quyền. Nhưng mà tuy nhiên thì các hình ảnh để chúng ta sử dụng để làm những cái công việc này thì cũng không có gì phức tạp cả. Mà phức tạp là ở chỗ là chúng ta dùng nó để chuyển sang vấn đề thương mại thì mới là vấn đề thôi. Tiếp theo thì chúng ta có thể mở Internet lên. Đấy, sau đó là chúng ta có thể gõ vào trong Google là chẳng hạn như là Office chẳng hạn. Đấy, thì ở đây thì có chúng ta chọn vào image này và chúng ta tìm bất cứ một cái hình ảnh nào ở đây mà chúng ta thấy là cần thiết để đưa vào văn bản thì các bạn chỉ cần nháy phải chuột và sau đó chọn là sao chép hình ảnh hoặc là copy image ấy, nếu mà chúng ta dùng tiếng Anh ấy, và sau đó là chúng ta dán nó vào đây thôi, nhấn Ctrl V hoặc nháy phải chuột chọn chính xác là cái picture đây để chúng ta lưu trữ, chúng ta dán nó vào trong văn bản. Đấy, đơn giản như vậy chúng ta đã có 4 cách để chúng ta đưa một cái hình ảnh vào trong văn bản. Thế việc xử lý các cái hình ảnh này thì khi mà chúng ta kích chọn vào một cái hình ảnh này thì chúng ta sẽ có cái phần format đây. Thì các bạn có thể ở đây, cái phần size ở đây là cái phần mà điều chỉnh về kích thước. Chẳng hạn tôi muốn cho nhỏ hình ảnh này lại, chúng ta kích vào đây và các bạn lưu ý là chúng ta nên ràng buộc nó lại chứ đừng để bóp méo. Hoặc là các bạn có thể nhấn giữ chuột để chúng ta kéo như này. Nếu mà chúng ta kéo như này thì nó sẽ bị méo ảnh này, đúng không? Kéo ngang hoặc là kéo dọc xuống như này thì bức ảnh nó sẽ bị méo. Thì tốt nhất là chúng ta nên kéo từ cái góc này để cho nó tránh bị méo ảnh. Được chưa? Đấy, thì sau khi mà có cái hình ảnh này rồi thì chúng ta có thể crop. Chẳng hạn như là ở đây thì chúng ta có thể cắt cái ảnh này nhé. Đấy, ví dụ như là ở đây thì khi mà chúng ta chọn vào cái crop này thì nó sẽ xuất hiện được các cái con trỏ đây. Chúng ta có thể kéo này, cắt, đưa vào đây. Chẳng hạn tôi cắt cái ảnh này như này. Đấy, có thể kéo ra kéo vào thoải mái thì nó đúng trong cái khuôn đấy thì nó sẽ cắt cho chúng ta. Đấy, kéo vào này hoặc kéo theo cái góc chéo ở trên này, đúng không? Hoặc kéo từ đây lên chẳng hạn như này. Thì khi mà chúng ta kéo này thì lập tức là chúng ta cũng có thể là cắt được hình ảnh. Và sau khi xong rồi các bạn chỉ cần nhấn lại crop thì chúng ta đã cắt xong cái ảnh này rồi, đúng không? Và chúng ta đưa vào các cái hình. Ngoài ra thì còn cái chức năng đó là chúng ta
có thể đưa nó vào các cái hình vẽ ở đây, chẳng hạn tôi đưa vào dạng hình tròn thì chúng ta kích vào đây cái thì nó sẽ chuyển sang cái định dạng hình tròn. Ngoài ra thì có cái phần ratio, nó tức là nó định dạng sang kiểu 3:4 hoặc là các cái hình ảnh khác nhau thì chúng ta không cần thiết cái này, đúng không? Chúng ta chỉ cần đưa nó vào các cái hình này là được rồi, đúng không? Đấy thì có rất nhiều các cách crop ảnh, thì các bạn có thể lấy một trong những cái cách đó để chúng ta thiết kế. Ở đây thì chúng ta vừa sử dụng một số các cái cách khác nhau về crop. Ở đây có phần selection pane, ở đây thì nó là cái hình ảnh này chúng ta có thể đổi tên lại, thì trong các trường hợp ở bên PowerPoint thì chúng ta sử dụng nhiều, chứ còn ở đây chúng ta cũng không dùng nhiều lắm. Thế còn align đây thì chúng ta có thể chọn, ở đây thì chọn nhiều hình ảnh với nhau để chúng ta chọn các cái thiết lập đó. Trong cái nội dung này thì có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần warp text này. Warp text này thì nó ở đây các bạn chỉ cần hover trượt qua thôi. Đấy, add qua này, thay này, đúng không? Thì chúng ta chọn các cái kiểu định dạng nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ để cái hình ảnh này như thế nào. Ví dụ như là top and bottom này, đúng không? Rồi là behind text này thì nó sẽ ở chế độ này, in front text thì nó sẽ ở chế độ này, tức là nó che hết cái chữ. Behind text có nghĩa là nó sẽ để chữ lên trên hình ảnh, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta để cái chế độ kiểu như này hoặc để như này. Đấy thì tùy, tức là khi mà chúng ta cho một bức hình vào thì cái warp text này nó sẽ xác định được cái vị trí trên văn bản của hình ảnh. Đây là một trong những cái phần định dạng hết sức là quan trọng, cho nên các bạn để ý cái nội dung này. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái định dạng khác như là picture border. Ví dụ tôi muốn cho một cái border thì tôi cho cái đường viền nó to ra như này. Và sau đó là tôi có thể chọn các cái màu sắc khác nhau để làm cái border này. Đấy thì chúng ta có cái border ngay. Và chẳng hạn như tôi crop cái này thành một cái phần tức là bo tròn góc ấy, thì chúng ta cũng có thể bo tròn như này được, đúng không? Rồi tiếp theo thì chúng ta có thể chọn các cái picture effect. Ở đây có rất nhiều các cái effect khác nhau, chẳng hạn như tôi để nó dưới cái dạng là 3D như này, đúng không? Thì có rất nhiều các cái cách để chúng ta có thể để đặt chế độ 3D. Các bạn chỉ cần hover trượt qua đây thôi thì chúng ta đã có các cái hình ảnh đó rồi. Thế cho nên là ở đây thì các bạn có thể lựa chọn các cái kiểu hiển thị như thế nào đấy mà chúng ta ưng ý thì chúng ta có thể thử. Ngoài cái này ra thì chúng ta lại còn có thêm một cái phần nữa, đó là những cái định dạng sẵn. Ví dụ như là chúng ta chọn bất cứ một cái kiểu định dạng như nào, chẳng hạn tôi chọn cái kiểu như này, thì đây là những cái format mà hệ điều hành Office nó đã, cái phần mềm Office này nó đã cung cấp sẵn, thì chúng ta có thể chọn đây. Và trở về bình thường thì đây chúng ta có thể chọn bất cứ một cái kiểu khuôn, các cái mẫu người ta đã làm thiết kế sẵn, thì cũng từ cái effect kia ra thôi. Đấy, thì người ta đã thiết kế sẵn cho chúng ta rồi thì chúng ta có thể sử dụng luôn mà không cần phải định dạng gì nữa. Thế ngoài cái này ra thì chúng ta còn có phần chương picture này, có nghĩa là chúng ta có thể thay thế cái ảnh này vào. Chẳng hạn tôi thay bức ảnh này vào thì các bạn thấy là cái bức ảnh khác đã được chèn vào đây, đúng không? Đấy thì ở trong này thì còn có phần correction, tức là cái phần mà chúng ta điều chỉnh cái màu sắc, các cái nét tương phản của loại con chết ấy, đúng không? Rồi sáp này, tức là cho độ sắc nét là đậm màu lên, đúng không? Thì chúng ta có thể lựa chọn ở đây. Đây chẳng hạn tôi chọn cái kiểu như này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái này. Ngoài ra thì nó còn có phần color, tức là chúng ta có thể đặt vào đây các cái color khác nhau. Đây là các color mẫu, còn chúng ta có thể chọn ở đây. Chẳng hạn như các bạn thích cái màu xanh này, muốn đưa cái màu xanh bức ảnh thì kích vào đây cái, thì cái bức ảnh này toàn bộ nó đã chuyển sang cái dạng kiểu hình màu xanh như này. Và khi mà chúng ta không muốn định dạng nữa thì các bạn có thể reset picture and size, thì lập tức là bức ảnh này nó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu bình thường của nó. Đấy là cái bức, tức là tôi để nguyên cái size của nó khi chèn vào thì nó sẽ hiển thị như vậy. Và chúng ta có thể thay thế các cái ảnh còn lại như này để cho nó nhìn cho dễ, đúng không? Trên đây thì cũng là một số các cái hướng dẫn cơ bản về việc chèn hình ảnh cũng như là việc định dạng hình ảnh trong văn bản. Thế thì với việc sử dụng các cái hình ảnh này thì các bạn cũng nên là chúng ta thử thao tác. Chúng ta có thể thao tác thật nhiều thì nó sẽ có một cái kỹ năng và có thể chèn cái hình ảnh vào trong văn bản theo cái ý mình. Trên đây cũng là một số cái nội dung mà chúng tôi hướng dẫn các bạn về việc chèn và định dạng hình ảnh trong văn bản Word. Bài giảng này chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi.
Hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng tiếp theo.